Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Hiệp Bá Đạo. Sau đây, trong cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta cũng không nên là đào bới, tìm ít lá tìm sâu. Nhưng từ thuở nhỏ mình đã biết một cái tên này đã được đặt tên đường và tên trường học. Nhưng thật chất ra thì hôm nay mình đã nghiên cứu một cái đề tài mới, thì nói sự thật và cũng như lật lại lịch sử để nói lại về một tên giáo sĩ Bautista Kitô giáo và là con nhà dòng của Thiên Chúa giáo được nuôi nấng từ nhỏ, đó là ông Trương Vĩnh Ký. Vậy tên Trương Vĩnh Ký này nó như thế nào, và liệu chúng ta có hiểu có biết được rằng là tên này yêu nước hay là phản bội tổ quốc? Chúng ta hãy tuần tự tìm hiểu sau đây. Trương Vĩnh Ký phản bội tổ quốc sao lại gọi là yêu nước? Nhiều thập niên qua, tên tuổi của cựu giáo sĩ Petrus Trương Vĩnh Ký đã đi vào lịch sử. Dưới thời Pháp thuộc và Việt Nam Cộng Hòa, người ta vinh danh ông bằng cách đặt tên đường, tên trường. Vì áp lực chính trị hoặc vì tình cảm địa phương, hay vì tình cảm tôn giáo hoặc thiếu sử liệu, nên tên tuổi của giáo sĩ Bautista Petrus Trương Vĩnh Ký đã được đánh giá thiếu cẩn trọng. Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng vượt qua ngoài các phạm trù chính trị, địa phương và tôn giáo để góp phần vào việc trả lại cho Trương Vĩnh Ký cái giá trị đúng như tư duy và hành động của ông trong thời kỳ Pháp đô hộ nước ta. Để việc định vị công, nếu có, và tội của Trương Vĩnh Ký được chính xác, tôi sử dụng các tài liệu do chính Trương đã viết cho các viên chức cao cấp của thực dân dưới hình thức những lá thư và tài liệu của chính nhân viên trong chính phủ thuộc địa Pháp tại Việt Nam thời bấy giờ. Các tài liệu này được tìm thấy trong cuốn sách có tựa đề là Cuốn sổ bình sinh của Trương Vĩnh Ký từ trang 93 đến 143 bit và từ trang 251 đến 285. Tác giả là Nguyễn Sinh Duy, nhà xuất bản Nam Sơn, Sài Gòn và in phát hành vào tháng 3 năm 1975. Công hoặc tội của Bautista Trương Vĩnh Ký tổng quát cần được xét thêm hai phương diện: quan điểm chính trị và những đóng góp văn học của ông nhằm mục đích gì. Trong phần kết luận, chúng ta tìm hiểu tại sao họ Trương lại có những tư duy và hành động đi ngược với quyền lợi của tổ quốc. A. Quan điểm chính trị của Trương Vĩnh Ký năm 1837 năm 1898. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Đô đốc thực dân Pháp Rigaud de Genouilly đánh Đà Nẵng. Quân dân Việt Nam nhất tề chống Pháp xâm lược với sự phản ứng kiên trì của Việt Nam cộng thêm khí hậu khắc nghiệt tại Đà Nẵng lúc bấy giờ. Quân Pháp đã phải rút khỏi Đà Nẵng để vào Nam chiếm thành Gia Định ngày 17 tháng 2 năm 1859. Sau một thời gian ngắn, Trung tá Hải quân Jean Bernard Jaugui Barry và 800 lính ở lại giữ thành Gia Định, còn de Genouilly thì trở ra Đà Nẵng đánh phá lần thứ nhì. 1. Trước cảnh mất nước nhà tan, Trương Vĩnh Ký đã không tham gia phong trào đánh đuổi thực dân như bao nhiêu người khác. Trái lại, ông còn viết thư cho viên trung tá thực dân nói trên yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam và họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư nói trên viết tay vào cuối tháng 3 năm 1859, lúc Trương 22 tuổi, trong đó có đoạn như sau: Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Kitô kính dâng lên ngài lời cầu xin của chúng tôi. Nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới sự bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra, tất cả chúng tôi sẽ phải chịu hết, nếu chịu chết nếu ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù. Các bạn lưu ý chỗ kẻ thù của chúng ta: văn khố Hải quân Pháp Paris, S.U.M. Vincennes,
Vũ Ngự Chiêu sưu tập. Nguồn: Hồ Chí Minh, Con Người và Huyền Thoại, Chánh Đạo, tập 1, năm 1892, năm 1924, in lần thứ 2, Văn Hóa, Hoa Kỳ. Đọc đến đoạn này, có người sẽ nghĩ rằng vì vua quan nhà Nguyễn quá tàn ác với giáo dân Công giáo nên Trương Vĩnh Ký phải kêu gọi thực dân giải cứu. Thực tế không phải như vậy. Sau đây là lời phát biểu của Đô đốc Bắc, một tên thực dân cao cấp, đã viết thư cho Bộ trưởng Hải quân Pháp ngày 15 tháng 12 năm 1859 như sau. Những năm đầu mới lên ngôi, vua Tự Đức có một thái độ đối xử khá ân cần với họ, các giáo dân. Nhà vua đã ra lệnh cho các quan lại địa phương có thái độ khoan dung rộng rãi với họ về những chuyện hàm trái luật. Những vụ phạm pháp nhỏ, nhưng rồi các giáo dân, các giáo sĩ hành lãnh đạo ngày càng sắc sược ngạo mạn đến mức độ họ không thèm biết đến cả chính quyền địa phương. Họ công khai nổi loạn, họ tuyên bố người Công giáo không thể vâng lời những kẻ theo một tôn giáo khác. Nguyễn Xuân Thọ bước mở đầu của sự thiết lập hệ thống thuộc địa Pháp ở Việt Nam. Năm 1858, năm 1897, tác giả xuất bản Hoa Kỳ năm 1995, trang 86. Phần tiếng Pháp có thể tìm thấy trong thư khố Pháp, tài liệu Hải quân số hiệu BB4-77. Giả sử nếu triều đình có những lúc đối xử cứng rắn với các giáo dân thì đó là điều dễ hiểu vì không thể tránh được. Nếu chúng ta ở vào hoàn cảnh đó và muốn cho quốc gia được độc lập và có chủ quyền thì cũng không thể làm khác hơn. Dưới đây là lời phát biểu của một đô đốc thực dân khác, người chỉ huy tấn công Đà Nẵng. Thư đề ngày 29 tháng 1 năm 1859. Hai tháng trước thư của Trương Vĩnh Ký, Gernot Lawrence viết: không một nền cai trị nào, dù là phục vụ đạo Công giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự vốn không được và không phải đập thuộc quyền hạn của họ, các giáo sĩ. Nếu cũng vì những yếu tố phạm pháp ấy mà giám mục Pellerin bị nhà cầm quyền Anh Nam trục xuất thì báo chí của người truyền giáo lại kêu la om sòm là họ bị bạo hành. Sau đây tôi sẽ dẫn chứng một số văn thư khác do chính Bautista Trương Vĩnh Ký chứ không phải ai khác viết cho các viên chức thực dân để lấy tấm lòng của họ Trương đối với quốc gia dân tộc như thế nào. 2. Thư đề ngày 28 tháng 4 năm 1876 gửi cho tướng Pháp quyền đô đốc để trình bày công tác đi Bắc Kỳ. Có những đoạn họ Trương viết mà đọc kỹ sẽ thấy não trạng của ông ta. Trương mô tả sai về tình trạng xã hội và phóng đại một nhu cầu cần cải cách để cố vấn cho thực dân Pháp nên chiếm và cai trị toàn xứ Bắc Kỳ. Và trong khi đó, khi thì quảng đại quần chúng vô danh, những thợ thuyền, nhà nông đang rên xiết trong sự nghèo đói cùng cực, từng trải qua những ngày dài không gạo và không việc làm. Và phải chăng sự khốn cùng đang bao trùm trong dân chúng, và phải chăng khắp nơi người ta đang nghe đòi hỏi những sự thay đổi và một nền cai trị hữu hiệu để duy trì trật tự, ban cho dân chúng một ngày mai, đảm bảo tài sản cho công nghệ và thương mại có được sự an ninh và sinh hoạt cần thiết cho sự sống còn của họ. Nói tóm lại, từ trong cái đói và bằng cùng giải thoát mọi dân tộc đang cảm thấy suy vong. Sở Pháp do dự không chịu chiếm Bautista, còn đem miếng mồi kinh tế béo bở của xứ Bắc Kỳ ra để khơi động lòng tham của thực dân Pháp. Và tất nhiên, xứ sở chẳng thiếu tài nguyên đất đai mà tôi dám quyết rằng có thể sánh với thổ nhưỡng của nước Pháp. Ít ra là đối với Algeria, chất chứa nhiều của cải, đủ để làm nên tài sản cho một quốc gia. Đất này tiện lợi cho những vụ trồng trọt các mùa thay đổi khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trồng nho và gieo lúa mì cho thấy những kỳ vọng chắc chắn. Tôi từng thấy lúa mì mọc trong đất, trong cây trông đẹp, bông đầy và lớn hạt. Tôi chưa nói tới ở đây có những tài nguyên khoáng chất người ta bảo là bao la. Và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này
đã chết đói trên chiếc giường đầy vàng. Trương lại còn cố vấn cụ thể cho thực dân Pháp phương cách bá đạo nhưng hữu hiệu để kết nạp các thành phần bất mãn với triều đình Việt Nam, hầu tạo nội chiến làm cho nhân dân chán chiến tranh, để rồi họ mơ tưởng một cuộc sống bình yên như xứ Bảo Hộ Nam Kỳ. Tôi tìm ra sự giải thích theo đó các cảnh tượng, các ảnh hưởng của lòng tham lam và táo bạo để dàn thu. Táo bạo dễ dàng thu dụng đồ đảng, kết nạp thành đoàn và cổ võ chiến tranh phe phái v.v. Và như vậy dân chúng khát khao một cuộc sống lành mạnh hơn là luôn luôn phải thất vọng với hy vọng cuối cùng tìm thấy sự che chở để khỏi sự đói khát. Hơn thế, không thể không có một cái nhìn ham muốn một đôi. Khi họ đã so sánh thân phận của họ đối với cuộc sống của những người dân Nam Kỳ, cũng trong thư này, họ Trương còn báo cáo lại cho quan chức Pháp một cuộc đối đáp giữa Trương với các quan lại triều đình. Trong cuộc đối đáp đó, Trương đã đứng thẳng về phía thực dân để chỉ trích và hăm dọa hầu thuyết phục các viên chức triều đình làm thế nào cư xử đối với người Pháp để khải dĩ thu hoạch thắng lợi hoàn toàn. Người ta lại hỏi tôi như vậy. Thưa quý vị, tôi đáp, tất cả quý vị đều phải thấy rằng nếu nhà cầm quyền Pháp có ý xâm chiếm xứ này, họ đã có thể làm việc ấy từ lâu, một cách dễ dàng, không cần phải bàn cãi gì cả. Quý vị phải hiểu rằng quý vị là những kẻ yếu, thật sự quá yếu, cần sự giúp đỡ của một ai đó để gượng dậy. Và tốt hơn, chỉ bằng quý vị chỉ nên tin tưởng vào những bạn đồng minh, tiếng tăm của quý vị và phải dựa vào họ một cách thành thật để đứng lên. Nhưng phải thẳng thắn, không phải hậu ý, phải không mưu tính kín đáo, giang cả hai tay ra với họ, chứ không phải một cái chìa ra, còn bàn tay kia thì giữ lại bằng được, bằng ngược lại. Mệt trí và những do dự của quý vị, nước Pháp buộc lòng phải ngưng che chở, bỏ mặc quý vị với số phận. Nói rõ hơn, đây là hình ảnh tương tự tôi dùng để ví. Nếu một bàn tay quý vị tựa vào cánh tay của một người, còn bàn tay kia quý vị dùng để cù họ, tất nhiên cánh tay của người đó từ nó phải tuột ra, quý vị sẽ phải đón nhận một sức phản động nào đó. Quý vị sẽ rơi xuống rất thấp và hầu như mãi mãi không có cơ hội gượng dậy được nữa. Đó là những nét nổi bật hơn cả trong các cuộc đàm thoại, nhưng tất cả những lần trò chuyện chi tiết rồi tôi rút ra được rằng, nói chung các quan lại, nhất là những người có thành kiến, họ không đòi hỏi gì hơn là mong theo những tư tưởng mới. Thế nhưng các truyền thống vẫn còn ngự trị mạnh mẽ và họ ngại phô bày những tư tưởng mới thì nó mất duyên cớ chính đáng đang vây bọc quanh những truyền thống đó. Tổng quát, tất cả đều tin chắc rằng không thể chống lại người Pháp, và nếu nước Pháp muốn lấy xứ này có thể làm mà không phải mất nhiều khó khăn và tốn kém. Phần tiếng Pháp ở cuối bài này. Như linh mục Nguyễn Hoàng, Trương Vĩnh Ký cũng là một người Pháp Tây Trong, được gài bên cạnh vua Đồng Khánh để lấy tin tức và khuynh loát ông vua Bù Nhìn này nhằm thực hiện các kế hoạch có lợi cho thực dân Pháp từ Huế ngày 10 tháng 5 năm 1886. Petrus Trương Vĩnh Ký ký gửi cho viên thượng Paulo Bert. Trong đó có đoạn đáng lưu ý, tôi cũng đang lo tiếp xúc để cung cấp cho những ngài. Tin tức chính trị hữu ích, tôi hết lòng tán đồng dự án hoàn mỹ của ông Bettner về công cuộc bình định thi hành bởi những yếu nhân bản xứ. Và ở đây, tôi đang bám sát nhà vua cùng viện cơ mật. Như sứ giả tiên khu của Chúa, tôi tìm cách cho dọn đường cho ngài. Tôi tán dương cái uy danh mà tôi ra sức vây bọc con người cũng như tên tuổi của ngài. 4. Việc họ Trương lèo lái ông vua Bù Nhìn Đồng Khánh và thao túng cơ mật viện của triều đình Việt Nam đã có kết quả tốt cho Pháp. Đến nỗi Paulo Bert trong một thư gửi thiếu tướng thực dân thống đốc Nam Kỳ ngày 20 tháng 5 năm 1886 có đoạn: tôi nhận thấy ở Huế ông Trương Vĩnh Ký đã tận lực làm tròn sứ mạng công việc trong triều đình và ít nhiều
ảnh hưởng trên nhà vua. Trong những điều kiện đó, tôi tin rằng sẽ có lợi cho người Pháp hiện thời nếu giữ ông ta ở tại Huế trong một thời gian tôi không dám xác định, nhưng chắc chắn cũng khá lâu. Năm, hơn một tháng sau, vào ngày 17 tháng 6 năm 1886, Trương Vĩnh Ký lại viết thư tiếp cho Paulo Bus để thông báo công tác quan trọng của ông. Tôi sẽ trấn áp tất cả các hãnh thần và bao quanh nhà vua. Tôi sẽ kiếm những người thật sự có khả năng cho viện cơ mật. Một đoạn khác trong lá thư này, Petrus Trương Vĩnh Ký cũng có ý kiến như Nguyễn Trường Tộ hơn 15 năm trước đó. Chính phủ Việt Nam phải thổ hiệp với nước Pháp, hầu như đó là một định luật tất yếu không thể chống lại được. Tôi vừa minh chứng xong cho các nho sĩ thấy rằng nước An Nam không thể không cần đến nước Pháp, càng không thể chống lại nó được, phải tay trong tay cùng đi, không hậu ý, và chúng ta nên chụp ngay lấy những hậu ý nảy nở trong chúng ta, của một người như ngài chẳng hạn. 6. Gần 4 tháng sau, trong một bức thư ngày 5 tháng 10 năm 1886 gửi cho quan thượng thư Pháp, Petrus Ký tận dụng những ý kiến thức quân sự trong sở học của mình để cố vấn cho thực dân phương pháp tiêu diệt các phong trào cần vương và các lực lượng vũ trang của nhân Việt, của dân Việt Nam hy sinh chống Pháp cứu nước. Vậy hãy nhanh chóng thành lập các đoàn lập binh và võ trang cho họ. Ngài không có điều gì phải quan ngại, dù các nhà quân sự đã nói về việc đó, bởi vì những quân khí do ngài cung cấp, cho mượn hoặc bán đều thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhà vua và chính quyền An Nam sau cuộc bạo hành ngày 5 tháng 7. Nay chỉ còn cách thuần phục nước Pháp. Sứ Trung Kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của người bảo hộ nó và với hai thế đứng của Pháp tại Bắc và Nam Kỳ. Những nghĩa cử rồi ra sẽ được củng cố và hiệu nghiệm hơn lên. Tôi hiểu những tình ý thật sự của người An Nam mà tôi dám khẳng định với ngài rằng chính sách ấy là tốt hơn cả. Bởi vì một mặt ngài có lợi đem lại cho nước Pháp sự mến mộ và lòng tin tưởng đã bị đánh mất từ bao năm qua, và mặt khác ngài sẽ tìm thấy những nguồn lợi không kém phần thực tế cho các đồng bang của ngài trong các xứ Bắc Kỳ giàu có. Cựu giáo sĩ Bautista Trương Vĩnh Ký còn ngụy biện và xuyên tạc để thực dân Pháp biết động cơ nào mà các phong trào kháng Pháp nổi lên. Và họ Trương còn gọi các phong trào yêu nước này là quân phiến loạn. Tôi biết tôi thiết tưởng có bổn phận cũng nhân dịp này cống hiến cho ngài tư tưởng của những người phiến loạn An Nam mà tôi đã có thể tìm hiểu trên những nơi có tàu đi qua. Những kẻ phiến loạn như tôi đã từng nhiều dịp trình với ngài, họ có lý do cho chủ nghĩa ái quốc của họ, sự hận thù đối với các con chiên công giáo mà họ bảo buộc là những hàng ngũ bên cạnh người Pháp được dùng những như những kẻ đưa đường dị lối. Sợ thực dân Pháp còn phân vân và không đủ quyết tâm, Petrus Trương Vĩnh Ký đã khuyên Pháp không nên sợ vì nghĩa quân Việt Nam mà họ Trương cũng gọi là bọn phiến loạn chỉ có những khí giới thô sơ. Bọn phiến loạn không đáng sợ, họ chỉ có những khí giới cổ lỗ của chính quyền An Nam và vài võ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa. Cái chứng cứ phơi bày ra ở Quảng Trị và Quảng Bình họ đã không thể cắt được. Dù chỉ một lần đường dây điện thoại, họ rất dễ bị tiêu mòn và trở lại ngoan ngoãn. Trương Vĩnh Ký lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng, gắn bó và tận tâm với thực dân Pháp. Ông cố gắng lèo lái thuyết phục triều đình Việt Nam trên nên chấp nhận hiệp ước và đánh dẹp các phong trào kháng Pháp cứu quốc của dân tộc Việt. Họ Trương tỏ ra đắc lực với thực dân hơn là một người Pháp chính hiệu. Cũng trong thư nói trên, ông viết: tuy nhiên, tất cả những điều đó thúc đẩy tôi nhất quyết lo liệu cho cái hiệp ước mà ngài muốn chính phủ An Nam sớm chính thức đưa ra để minh định ngõ hầu chấm dứt sự trạng
và quyết định chính sách sau này phải theo. Vì thế tôi xin nhắc lại ngài cứ dự án bình định với những phương tiện hành động đã được mật ước để tiến tới thành quả mà chúng ta có thể phô trương. Về phần tôi, ngài có thể luôn luôn cậy vào sự giúp sức nhỏ yếu của tôi. Vì dù sao, những cảm tình của giờ phút đầu tiên đã trở thành một mối nhiệt tâm chân thành đối với ngài. 7. Trong một thư khác gửi cho viên giám đốc thực dân ngày 19 tháng 1 năm 1887, Petrus ký cho biết vai trò gián điệp và thuyết khách của ông lúc nào làm việc trong cơ mật viện của triều đình Bù Nhìn Đồng Khánh. Về phần tôi, xâm nhập vào cơ mật viện của nhà vua, vai trò của tôi là làm cho nhà vua và triều thần hiểu được các ý tốt của chính phủ Pháp, cũng như điều động chính sách của chính phủ An Nam đi gần với chính sách của nước Pháp. 8. Công tác chính trị của Trương Vĩnh Ký trong nhiệm vụ yểm trợ thực dân Pháp sớm ổn định chính sách cai trị dân tộc ta. Và để làm tròn nhiệm vụ gián điệp đó, Petrus Trương Vĩnh Ký đã phải hy sinh ước mơ vào quốc tịch Pháp. Ông tự thú sau trong thư đề ngày 15 tháng 9 năm 1888 gửi cho một linh mục ông Petrus Schaeffer, Trương Vĩnh Ký cho biết ông không muốn vào quốc tịch Pháp vì sợ nghi ngờ, khó làm việc. Lúc đã gia nhập quốc tịch Pháp, tôi sẽ mất hết uy tín, mất thế lực, chẳng còn được vua, triều đình và dân chúng An Nam tín nhiệm nữa. Trên đây là một số chứng cớ được trích dẫn từ 8 trong nhiều bức thư do chính Trương Vĩnh Ký viết. Vui lòng xem sách cuốn Sổ Bình Sinh của Trương Vĩnh Ký. Như đã trình bày ở phần đầu của bài này, đã cho thấy tư duy và hành trạng của ông, một trong những việc gian đắc lực và nguy hiểm nhất trong thời Pháp đô hộ nước ta. Có người châm chế cho Trương Vĩnh Ký và phát biểu rằng chỉ thuần túy về phương diện văn hóa không mà thôi. Ông đã biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm mà những tác phẩm đó giúp ích cho nền văn hóa nước nhà. Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về dụng tâm của các tác phẩm đó, tính văn hóa của họ Trương. Mục đích công tác văn hóa của họ Trương. 1. Mục đích dịch thuật sáng tác làm từ điển của Bautista Trương Vĩnh Ký được ông nói rõ trong thư gửi các vị ban duyệt sát bản thảo. Tôi hân hạnh được gửi tới quý vị vài dòng dưới đây để giải thích mục đích mà tôi theo đuổi khi làm những việc trước đây mà tôi đệ trình xin các vị thẩm định. Có thể xét những tác phẩm này theo hai phương diện khác nhau tùy theo hai chủ đích của chúng: thu xếp ổn định thời hiện tại và gắn liền dĩ vãng với tương lai xứ sở. Đó là mục đích của tôi. Thu xếp ổn định thời hiện tại, tức là dẹp yên các phong trào cận vương và các cuộc nổi dậy chống Pháp của cứu nước. Họ Trương viết tiếp: về phương diện chính trị, về kinh tế, người Pháp là kẻ đi đồng hóa, con người An Nam là kẻ chịu đồng hóa, người yếu cần dựa vào người mạnh để đưa mình lên bằng người khỏe. Đó chính là mục đích cần phải theo đuổi và đạt tới bằng cách nào? Bằng cách đồng hóa. Và đồng hóa chỉ có thể thực hiện bằng cách giáo dục và học vấn. Từ đó mới nảy sinh mối thiện cảm giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục. Mối thiện cảm do quyền lợi chung mà có. Quyền lợi chung này lại chỉ được tạo ra nhờ những quan hệ hỗ tương. Và trực tiếp những quan hệ này chỉ được thiết lập giữa họ qua sự hiểu biết tiếng nói của nhau. Người Pháp với tư cách là chủ cần biết tiếng An Nam để giảng dạy người An Nam là học trò những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo và phục sinh của người An Nam. 2. Ngày 3 tháng 9 năm 1868, Trương Vĩnh Ký gửi thư cho ông giám đốc nội trị để xin từ chức. Trong đó có những câu cho thấy họ Trương không còn là người Việt nữa. Khi trở lại đời sống tư, lòng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp, và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp. Người bề tôi tận tâm và vâng lời. 3. Thư đề ngày 12 tháng 1 năm 1882 từ chợ quán kính gửi các vị trong hội đồng thuộc địa Bautista Trương Vĩnh Ký viết rõ về mục đích các tác phẩm của ông. Thưa quý vị,
tôi hân hạnh gửi đến quý vị một trình bản từng các tác phẩm xuất bản mà tôi đã biên soạn. Làm như vậy, ý định của tôi là để chứng tỏ với quý vị rằng trong 13 cuốn sách tôi đã xuất bản cho đến nay do tiền của tôi bỏ ra, tôi chưa bao giờ đi lệch mục tiêu chính và trực tiếp mà tôi đã trình bày trước đây trong các thư tôi viết cho nhà cầm quyền, vừa cho ủy ban phụ trách cứu xét những tác phẩm của tôi. Mục tiêu đó là sự biến đổi và đồng hóa dân tộc An Nam. 4. Trường Vĩnh Kỷ rất nóng lòng muốn Pháp đồng hóa dân tộc Việt Nam nhanh hơn và toàn diện hơn. Bên cạnh đó, ông cũng có sẽ kiếm được lợi nhuận do việc chính phủ thực dân Pháp bỏ tiền tài trợ mua sách. Ông cũng nói rõ là nếu Pháp hỗ trợ bằng cách mua sách, ông sẽ phấn khởi và hăng hái hơn trong việc viết thêm các tác phẩm khác trong tương lai cho mục đích đồng hóa nói trên. Lời của chính họ Trương về chiến lược đồng hóa. Để trình với quý vị những tác phẩm này, tôi khẩn xin quý vị thẩm định mục đích mà tôi đã đề ra khi soạn thảo. Và nếu quý vị nghĩ rằng những tác phẩm đó có thể là một lợi khí của tiến bộ và là một phương tiện thích hợp để tạo ra trong lúc này sự thay đổi và đồng hóa mà nhà cầm quyền đang tìm cách thực hiện ở xứ này có lợi cho những kẻ thuần phục mới của nhà cầm quyền, tôi mong rằng quý vị sẽ góp phần vào việc xuất bản những sách này, sự chấp thuận và hơn nữa sự sung tụng và quý vị dành cho những tác phẩm của tôi là sẽ phần thưởng êm dịu nhất cho những công trình tôi đã làm và là khích lệ lớn lao hơn cả cho tôi trong tương lai. Qua số văn thư vừa trích dẫn cho chính Trương Vĩnh Ký viết, chúng ta thấy rõ tâm chất của ông. Một điều khác đáng chú ý là trong các văn thư ấy luôn luôn có các câu bề tôi rất khiêm tốn và tận tụy, hoặc bề tôi tận tâm và văn lời. Điều đó là cho thấy mặc dầu họ Trương còn mang thân xác Việt Nam nhưng tâm hồn đã khác. 5. Sự tận tâm và đắc lực của họ Trương trong nhiệm vụ giúp thực dân Pháp để dễ dàng thi hành chính sách thống trị và đồng hóa dân tộc Việt, được ông Luro, thanh tra và giám đốc trường sư phạm thuộc địa Pháp tại Việt Nam, trong một bản nhận xét đề ngày 16 tháng 6 năm 1875 có đoạn nói rõ: ông Petrus Ký làm việc rất nhiều, rốt cuộc đó là người An Nam Pháp hóa duy nhất mà chúng ta có, và gương mẫu sự trợ giúp của ông thật đã rất ít lời cho những ảnh hưởng của chúng ta và cho nền học chính nói chung. Nhờ công lao phục vụ thực dân đắc lực và tận tụy nên ngày 20 tháng 5 năm 1886, ông Paulo Birch gửi thư cho Ngoại trưởng Pháp để tán đồng đề nghị của Thống đốc Nam Kỳ ban thưởng huy chương cao cấp cho Trương Vĩnh Ký đệ ngũ đẳng bắt đầu bội tinh. Ghê thật. 6. Trong thư gửi một bác sĩ người Pháp, Alexis Chanvaner, đề ngày 6 tháng 8 năm 1887, cho thấy cái tâm của họ Trương đến nỗi chính phủ thực dân xem ông như là một đứa con nuôi đầy tin tưởng. Trương viết: tôi càng tỏ ra biết ơn nước Cộng hòa Pháp, không những là công nhận tôi là con nuôi mà còn cho tôi nhiều vinh dự và nhất là tin tưởng tôi. Các chứng liệu không thể chối cãi nêu trên, chúng ta có thể kết luận Trương Vĩnh Ký là một đại Việt gian phản quốc nguy hiểm nhất hay không? Quá phản quốc đi chứ. Người làm tay sai cho giặc hữu hiệu nhất trong lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc. C. Lý do nào khiến Trương Vĩnh Ký phản quốc? Tại sao một người có tài, thông minh, biết nhiều thứ tiếng lại trở thành một tên đại Việt gian như thế? Đáp số của các câu hỏi này có lẽ là do hoàn cảnh và nền giáo dục mà Trương hấp thụ. 1. Họ Trương được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình có đạo và thành người trong chính sách giáo dục của thực dân đế quốc nhằm biến đổi con người trong các xứ thuộc địa trở thành công dân của kẻ đi chinh phục. Mặc dầu có học tứ thư ngũ kinh
nhưng Trương Vĩnh Ký chẳng tiếp thu được tinh thần trung quân ái quốc, vì lúc đó ông ta chỉ mới 11 tuổi. 2. Nhiều tín đồ Công giáo thời bấy giờ được hiểu là những người Pháp tay trong, lưng mềm dễ uống, chạy theo chủ mới, nói như Pháp Bungina. Không có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp như cua bị gãy hết cả. Hiểm họa nội thù này càng làm cho triều đình Việt Nam thêm có lý do để cấm đạo và Trương Vĩnh Ký một con chiên ngoan đạo, cũng càng có thêm lý do để ngã về Tây. 3. Thêm vào đó, Trương Vĩnh Ký là con của một gia đình đạo dòng, lại được một giáo sĩ thực dân nhận làm con nuôi, đưa vào đào tạo tại chủng viện Pinhalu, Nam Va, rồi chủng viện Băng Bê Năng, Mã Lai. Tại những nơi này mà phần lớn các cố đạo thực dân Pháp điều khiển. Chương trình đào tạo nhắm vào hai mục tiêu chính: đào tạo cho Pháp một tập đoàn làm nông thông ngôn, làm thư ký tại những vùng đã chiếm đóng để thực hiện chương trình đồng hóa và dễ dàng đi chiếm thêm những vùng còn lại. Mục đích thứ hai của nền giáo dục này là để đào tạo những người Việt Nam Công giáo, chứ không phải đào tạo những người Công giáo Việt Nam. Một viên chức thực dân người Pháp, đô đốc Bavre, cũng cho biết thêm: ngoài ra, không một người Việt Nam nào theo Công giáo tại lại ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp. Ông vua Việt Nam không theo đạo, không phải là vua của họ. Chắc bây giờ ngài bộ trưởng đã hiểu tại sao vua quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù. Một người Pháp khác, đại tá Ban Bernard, cũng nhận xét: bị săn đuổi ra khỏi làng vì phạm tội hoặc sự khúc cùng, những kẻ lang thang đã đến đây với một lưng mềm dễ uống, tham sống sợ chết, hoặc hoàn toàn hững hờ những cuộc đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng phụng sự bất cứ ông chủ nào. Chính trong bọn này mà người ta sẽ tuyển dụng trong số họ tất cả những nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đình, làm đầy tớ, phu khung vác, người làm chạy giấy và cả những tên thông ngôn, hoặc những người ghi chép được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của hội truyền giáo. Chính qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà đoàn thực dân và công chức vừa mới đổ bộ đã làm quen được với dân tộc Việt Nam. 4. Mặc dầu Trương Vĩnh Ký thông minh, biết nhiều thứ tiếng, nhưng vì quá cuồng tín, bị các giáo sĩ thực dân tuyên truyền nên cứ nghĩ rằng việc Pháp chinh phục Viễn Đông, trong đó có Việt Nam, là lý do của Thượng Đế sai phái Pháp nước và làm như vậy. Trong thư gửi ông Coffin, giám đốc Viện Mỹ thuật Paris, họ Trương viết: các sứ Viễn Đông già cõi đủ thứ nên đã đến lúc phải làm cho chúng tái sinh và cải cách chúng. Xong, ai được giao phó cho cái quyền ủy nhiệm cao quý đó, ấy chính là nước Pháp Thượng Đế tín cẩn giao cho. Trong thư gửi bác sĩ ở Chavanner, nói ở một đoạn trên, cựu giáo sĩ Trương Vĩnh Ký cũng viết: cái vương quốc An Nam khổ sở này mà chính phủ Pháp sẽ làm giám hộ là có một sự biến thuật về thiên ý kêu gọi đến. Đáng tội nghiệp cho Trương Vĩnh Ký quá ngây thơ để không biết được rằng mục đích của các đế quốc Tây Phương là lợi dụng tôn giáo và dùng cuốn thánh kinh như một lợi khí để đi chiếm thuộc địa và xâm thực văn hóa bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào mà họ thấy có thể. Bởi vậy, một người Phi Châu, giám mục Anh giáo Demos Tutu, được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1984, đã cay đắng phát biểu: khi người da trắng đến, họ có cuốn kinh thánh, chúng tôi có đất đai. Chúng tôi tin tưởng họ, nhắm mắt cầu nguyện với cuốn kinh thánh trong tay. Lúc mở mắt ra, chúng tôi có cuốn kinh thánh, còn họ có tất cả đất đai, lãnh thổ của chúng tôi. 5. Việc Trương Vĩnh Ký công lưng lập tay sai cho Pháp cũng không loại bỏ một động cơ khác, là vì danh và lợi. Danh được chính phủ thực dân ban tặng huy chương đệ ngũ đẳng Bắt Đẩu Bội Tinh, và được chính phủ thuộc địa bỏ tiền mua sách của họ Trương và cấp cho Trương bổng lộc hậu hỷ, lương mỗi năm
của Trương là 13.800 quan, kể cả tiền dạy học. Trong lúc lương của ông thống đốc Nam Kỳ cũng chỉ có 18.000. Lương ông tổng thư ký là 15.000 quan. Như vậy lương họ Trương đứng hàng thứ 3 sau hai viên chức cao cấp nhất người Pháp. Kết luận: với những chứng cứ quá rõ ràng, qua các văn thư do chính Trương Vĩnh Ký và các viên chức cao cấp thực dân viết, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng Trương Vĩnh Ký là một người phản bội tổ quốc. Ông không có một mảy may công lao nào đối với dân tộc. Ngược lại, ông hoàn toàn là kẻ có tội. Từ những ý đồ và hành động chính trị cho đến các công trình mang tính văn hóa nói chung của họ Trương, tất cả chỉ xoáy vào mục đích duy nhất là phục vụ cho chính sách thực dân Pháp để nô lệ và đồng hóa dân tộc ta. Do đó, những tên Đường, tên Trường, tên các hội ái hữu được dùng để vinh danh Trương Vĩnh Ký có cần được tháo gỡ và hủy bỏ hẳn để tránh bị lịch sử phê phán hay không? Thái độ nghiêm túc, dứt khoát và đúng đắn với Trương Vĩnh Ký cũng cần được áp dụng cho những tên tay sai và gián điệp khác như Nguyễn Trường Trộ, Alexander Roth, Trai Đắc Lộ, Trần Lục, Ngô Đình Diệm, để hậu thế xem đó là một bài học cần thiết để cho việc vun bồi lòng yêu nước, dẫu ai vì lý do nào mà vẫn còn vinh danh ông. Nhưng những hành động việt gian và gián điệp văn hóa cho thực dân Pháp của họ Trương có thể tẩy xóa khỏi lịch sử được không? Nhất là những dữ kiện lịch sử ấy lại do chính họ Trương viết. Bùi Kha xin tri ân quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.